khỏi phải tìm mà chúa phàm cho cánh bay cao mùa xuân con ngày mai chia bao mến yêu vì nhà mai bao nhiêu của ta hãy cố gắng đến từng giờ vì tổ quốc chúng ta tự hào nêu cao ngọn cờ truyền thống Sao con về khuya thế? Tại vì ban tổ chức đám cưới người ta nói dài quá bạn. Mày lại đi chơi với thằng Bảo chứ gì?
Bà để phần con. Ba đi nghỉ đi, mai còn đi làm sớm. Chào bác. À, anh Hòa, anh đến có việc gì đấy? Dạ, thưa bác, cháu đến hỏi xem bác có chủ trương nâng cao công suất của lò 5 không đấy. Anh nói cái gì? Cháu thấy Bảo và nhóm thanh niên đang thử lò. Cháu tưởng là ban quản đốc chủ trương. Làm gì có chuyện lạ chứ. Lắm chúng mày ạ, cho thêm công suất nhá. Ai? Nhưng mà lần sau đừng về chậm nữa nhá. Ai cho phép anh thử đỏ? Ai chủ trương việc này? Chúng tôi. Chính cháu. Chính anh à? Sáng kiến cháu gửi lên đã 3 tháng nay chưa được xét gì cả. Thế nghĩa đành có quyền tự động thử lò. Chúng cháu muốn nghiên cứu để nâng cao công suất. Nâng cao à? Nếu cháy lò thì ai chịu trách nhiệm? Vâng, đúng thế. Mình nghĩ không dễ dàng thế đâu. Cho công suất lò xuống. Cho công suất xuống. Tôi đề nghị. Mai tôi sẽ nói chuyện với anh. Kế hoạch là pháp lệnh. Anh tự ý thử lò là vi phạm pháp lệnh. Anh đã hiểu chưa? Vâng. Cháu hiểu. Hiểu mà anh lại làm liều thế. Cháu thực hiện sáng kiến chứ phải làm liều. Sáng kiến cái gì? Lò đang chạy tốt, 6 tháng đầu năm vẫn được khen thưởng. Lò cháu hôm nay tăng 2 tấn. Xin bác ký nhận chưa? Anh đã thấy chưa? Cứ bước một mà tiến. Cháu nghĩ cần phải vượt xa thế nhiều không? Anh cứ tưởng với trình độ lớp 7 đại chức của anh đã là giỏi lắm à. Này, 3 năm học trường kỹ nghệ, 10 năm trong nghề, 9 năm công binh xưởng còn chưa ăn ai. Chưa vỡ bọc cứt đã đòi vẫy bọc. Thế chỉ những người như bác mới có quyền bay bổng à? Lại ngang bướng à? Anh phải kiểm thảo. Chả lẽ kiểm thảo ý định tốt à? Từ nay anh không được làm việc ở lò nữa. Đề nghị cho tôi ở lại lò. Cho anh ở lại định phá hoại à? Nhưng ở nhà máy này không phải chỉ có mình bác với tôi. Nhà đầu vít cổ người ta thì ai mà chịu được. Anh nói thế mà nghe được.
Tưởng thế nào ra cô cũng thế nốt. Với trình độ lớp 7, đẳng cấp của anh đã là giỏi lắm rồi. Chưa vượt một khúc được đòi bay bổng. Cho anh ở lại đành phá hoại. Đây này, tớ liệu buồn và lo ngày hôm qua bao nhiêu nhỉ? Sao mày không đến nhà chơi? Mình bận. Bảo đang nghĩ cách cải tên nòi, xong em đến có ý kiến. Mình làm gì có khả năng. Mày giận biển à? Cái gì mà đông thế kia nhỉ? Nào biết thế rất đúng. Cái hành kỷ luật thế là thiếu dân chủ. Thành chấp hành thanh niên đấy chứ ai? Này cái tranh này vẽ hay lắm đấy chứ. Tự động từ lò là cháy lè lè, còn đúng với ai? Thế còn là nhẹ đấy. Vì chiếu cố cậu con rể tương lai, chứ người khác thì đi cải tạo. Đây không phải chỗ nói tếu. Đừng át giọng người ta thế đồng chí Vòng ạ. Phải thấy bác được làm như thế rất đúng. Không cảm tình riêng thì với ai. Vấn đề ở chỗ phải xây dựng. Không thể nào đả kích lung tung thế này được. Không phải nhiệm vụ anh à, Bích báo không phải là nơi đả kích vào cấp trên. Ý thức dân chủ anh ở đâu? Đồng chí Quyết đến đây này. Chào bác ạ. Đây, đồng chí Bí Thư đây. Đề nghị đồng chí giải quyết vấn đề này cho anh em. Thôi bây giờ các đồng chí cứ đi làm đi đã. Việc này chúng tôi sẽ bàn sau. Đi, đi làm. Đấy, đồng chí xem. Công đoàn chúng tôi đề nghị đảng ủy xét lại vấn đề kỷ luật cầu bảo. Bảo bị kỷ luật không được làm ở lò nữa.
kỷ luật. Con chỉ biết thở lò rồi cãi nhau với ông còn đâu. Sao con tôi nó lại dại dột như thế nhỉ? Mẹ ơi, đợi anh con về xem sao. Thôi, cứ để mẹ đi một tí. Sao con lại dám cãi nhau với ông quản đốc? Ông ấy là cấp trên, cãi nhau với người ta chỉ thiệt cho mình thôi. Bây giờ khác rồi mẹ. Cấp trên có quyền ức hiếp cấp dưới như trước nữa. Mẹ đi đâu đấy? Tao đi đâu mặc tao. Mẹ đến van xin cho con à? Con không chịu suy nghĩ gì cả. Ông ấy đã vậy nhưng còn con Mây thì sao? Cứ để mặc con. Cứ hùng hùng hồ hồ như bố mày ngày xưa. Ba, con thấy anh em trong phân xưởng họ phàn nàn về ba nhiều lắm. Phàn nàn cái gì? Họ không tán thành cách giải quyết của ba. Thế con có biết thử lò trộm đã là phạm kỷ luật không? Nhưng mà bản sáng kiến của anh đã gửi lên từ lâu ạ. Đấy không phải là sáng kiến, mà chỉ là liều lĩnh, vô kỷ luật. Con nghĩ thế. Đây con xem, chúng nó đối với ba như thế này đấy. Đồng chí. Bác ạ. Sao, lại giận bố phạt người yêu phải không? Phạt là phải đấy. Các cô, các cậu hãy còn sốc nổi lắm. Không những thế lại còn ngang bướng nữa chứ. Còn sáng kiến của Bảo, bác thấy thế nào? Tôi vừa nói chuyện với cậu ấy, không thể làm được đâu. Thế bác đã nghiên cứu kỹ chưa? Đồng chí Được, về kỷ luật của Bảo, đảng ủy thấy cần giảm nhẹ hơn. Giảm nhẹ thì làm thế nào ngăn chặn được những hành động vô tổ chức? Tự động thử lò là sai, nhưng chúng ta cũng phải chú ý tới mặt nhiệt tình của anh em nữa. Nếu thế thì khó lãnh đạo lắm. Bác không ở nhà? Ba tôi chưa về. Hôm nọ anh đối với Mây quá nóng, đừng giận anh nhé. Thế Mây không tán thành bản sáng kiến của anh? Có việc gì? Cháu đi chơi ạ.
Thế nào, đã nhìn ra vấn đề rồi chứ? Cậu phải biết, ai cũng muốn nâng cao công suất, nhưng phải tùy từng trường hợp chứ. Thưa bác, thế các nơi đang có nhiều thành tích trong việc cải tiến kỹ thuật thì sao? Đấy phần nhiều là những việc nhỏ, đằng này lại định thay đổi cả một hệ thống xích trong lò nung, đâu có phải là chuyện dễ dàng. Nhưng nếu được bác giúp đỡ, cháu tin là sẽ thành công ạ. Các cậu bây giờ trẻ người non dạ, tính hay bồng bột, theo tôi cứ thực hiện được kế hoạch đã là một thành tích to rồi. Tôi thì tôi coi cậu như người nhà nên mới nói cho cậu hiểu, còn nghe hay không tùy cậu. Vâng, cháu vẫn muốn xin lại ông bản sáng kiến ạ. Sáng kiến không để ở đây, mai anh lên văn phòng. Chào bác. Thế nào, hết giận rồi chứ? Hôm nay anh bảo Biển đi lấy nhé. À, cô Mây, hôm qua tao không thấy Mây đến tập hát. Bận quá nhỉ? Bận là lý do chứ gì. À, Mây này, vì ra Mây cũng mát tính với chứ nhỉ. À. Anh Hòa có cái huy hiệu đẹp quá nhỉ. Đẹp gì đâu, thường thôi. Thôi, chào anh chị ạ. Thế nào, tìm thấy chưa? Dạ, đây là tập cuối cùng tôi tìm vào. Tài liệu mối xong hết, tinh thần trách nhiệm để đâu? À, hình như tôi đã chuyển đến phòng kỹ thuật, anh lên đấy mà lấy. Alo, nói to lên, lại họp thi đua à? Họp với hành, còn phải để cho người ta làm ăn nữa chứ. Này, giấy tờ không cần thiết đều thanh toán bớt đi. Sáng kiến được ấp nơi gửi đến rất nhiều nhưng không có nào của anh cả. Chị tìm kỹ hộ xem. Chúng tôi đã tìm kỹ cả rồi. Hay là anh liên gặp ban giám đốc xem sao? Không được đâu. Lại hỏi gì nữa đấy. Ở đây bỏ lên phòng kỹ thuật. Phòng kỹ thuật bỏ lên phó giám đốc. Phó giám đốc lại bảo về đây. Mấy cái bản thanh kiến tôi đâu để đâu? Ông ấy đi họp rồi. Tí nữa thì tốt mẹ nó của ta nhá. Làm việc. Nào, tìm thấy chưa? Đây, bác xem. Có đối xử như thế này đây. Để cháu đi tìm ông ta đấu tranh cho ra đây ạ. Đành là đấu tranh, nhưng đến ngay bây giờ cũng chẳng giải quyết được gì đâu. Còn tình bố con nữa chứ. Tôi đưa đây, ta đem lên đảng ủy ban giám đốc cho. Muốn cho năng suất tăng lên thì phải cho lò ăn nhiều bùn.
Nhưng nếu cứ để khoảng cách xích dày như thế này, bùn tiêu không kịp sẽ bị ứ lại. Cho nên chúng tôi đề nghị cắt bớt xích. Trước khoảng cách của lò là 60 phân, nay để rộng cho 1 thước. Chúng tôi dự kiến là sau khi cải tiến xích xong ấy, thì cái năng suất của lò sẽ tăng từ 240 lên đến 300 tấn. Tôi có ý kiến. Thưa tất cả các đồng chí, về vấn đề này, các kỹ sư Anh, Pháp, Phần Lan cũng đang nghiên cứu một thời gian khá dài. Các đồng chí có biết mất bao nhiêu lâu không? 10 năm. Ấy thế mà cuối cùng vẫn phải chịu bó tay. Theo ý tôi, anh bảo nên về học thêm, rồi hãy nói đến cải tiến lò. Chỉ phép một chút, tôi có ý kiến. Tôi có ý kiến. Tôi có ý kiến. Cho tôi xin có ý kiến. Bác quản đốc muốn nhắc đến bọn đế quốc. Tôi cũng xin phép hội nghị nói tới bọn chúng. Trước khi thực dân Pháp rút khỏi thành phố Hải Phòng, nó bảo là không có kỹ sư của chúng thì nhà máy này không thể chạy được. Ấy thế mà chỉ trong 6 tháng sau khi ta tiếp quản, chúng ta đã phục hồi được nhà máy. Lò vẫn quay đã 6 năm nay, xi măng lại làm gấp đôi thời Pháp thuộc. Vì sao? Vì cái đầu của công nhân bây giờ không giống cái đầu khi còn làm thuê cho đế quốc nữa. Xin có ý kiến. Vấn đề bây giờ khác rồi bác ạ. Tôi nghĩ rằng hoạt động của lò bao gồm nhiều quá trình phức tạp. Do đó tôi đề nghị đồng chí Bảo phải phân tích trên cơ sở hóa học, nhiệt học, cơ học thì mới có thể chứng minh việc cải tiến lò một cách chính xác. Tôi có ý kiến. Bác Sơn nói rất đúng. Tôi cũng được học, nhưng nhà trường đâu có dạy cái suy nghĩ nhanh hòa. Hơn nữa, phong trào cải tiến đang sôi nổi khắp nơi, không cho phép chúng ta chết cứng trong những công thức kỹ thuật cũ được nữa. Thay mặt đoàn thanh niên, tôi đề nghị ban giám đốc, đảng ủy nhà máy cho thực hiện sáng kiến của đồng chí Bảo. Vấn đề không đơn giản như vậy đâu. Đồng chí Hòa hãy bình tĩnh. Việc này tôi đã nghiên cứu, kể ra có nhiều khó khăn, nhưng chúng ta vẫn có khả năng thực hiện được. Cải tiến xích lò là một việc khó khăn phức tạp, đúng như các đồng chí đã nói. Theo ý tôi, cải tạo được cái xích mà nó đang ràng buộc trong tư tưởng chúng ta còn khó khăn, phức tạp hơn nhiều. Nếu giải quyết được, tôi tin là chúng ta sẽ thành công. Để kết luận vấn đề này một cách chính xác, tôi đề nghị chúng ta cứ tiếp tục bàn cãi nữa đi. Nói dối đấy chứ. Thành thì phải đùa. Anh Phong. Cứ lấy để tặng của mày. Này. Đừng có vội tiêu nhé.
Lo bùn rồi anh em ơi. Gì thế? Bùn rồi, tâm anh lại. Mau lên, mau lên. Con ngã hay sao thế? Từ lo ông buồn thế mày. Chẳng cải tiến thì cuối năm con vẫn cứ tìm kiếm những xuất sắc cơ mà. Canh đua nó người ta làm gì? Không phải thế đâu mày. Các nơi đều cần nhiều xi măng. Lo lắm con ạ. Hồi xưa cha con cũng vì sập lò mà chết. Chúng nó có đền cho được mà đồng chí nhỏ nào đâu. Một mình mẹ bao nhiêu năm tần tảo nuôi các con, đến bây giờ mới được thế này. Mẹ bây giờ con làm sao? Đấy đấy, mẹ lại nghĩ lần thần rồi. Ngày xưa nhà ta nghèo khổ, bây giờ được như thế này thì lại càng phải sản xuất nhiều hơn chứ. Trước kia đâu có phải là làm cho mình. Bố mà, nghe mẹ nói thì cái gì cũng các chuyện xảy ra với bác mới bảo là mình suy nghĩ nhiều lắm. Tính ba tôi thì nóng nổi mà anh bảo lại sốc nổi. Không phải thế đâu mày ạ. Muốn cải tiến được lò thì cần phải có một trình độ nhất định nào đấy, chứ không phải giản đơn. Đấy mày xem, tôi thấy bác thận trọng như thế là rất đúng đấy. Như thế có nghĩa là tất cả mọi người phải bó tay à? Đâu nào anh chịu bó tay nào. Nhưng trước hết là phải biết lượng sức mình đã chứ. Phải không mấy? Thôi được, thế phải hát liên hoan tối mai mày đã thuộc chưa? Mấy hôm nay bận quá, đã tập được đâu. Lại bận, thôi tiếp tập nhé. Mây là sao? Em không ngờ chị Mây lại thế. Tình tình gió bay.
Dạ cô. Anh đã làm xong rồi kìa. Chưa. Này anh có gì thay đổi? Phải rồi, lòng dạ con người tạm dễ đổi thay lắm. Sao anh lại nói với em thế? Sao à, cô tự trả lời đấy. Tư Tử à, anh nhìn con chim bay này. Đây, đây. Được rồi, con cá bốn à. Giờ một cần kem nữa. Đi. Báo, em trông con nhé. Vâng. Con. Sao buồn thế? Không. Bác có khỏe không? Cảm ơn đồng chí, mẹ tôi vẫn khỏe. Mây đâu mà lại đi một mình thế này? Vẫn giận nhau hả? Có phải tại tôi đâu ạ. Được, phải giảng hòa với nhau đi. Trong việc cải tiến, Bảo nhất định còn gặp nhiều khó khăn. Nhưng tôi chỉ sợ lại thất bại một lần nữa. Không sao cả. Cần phải tin là mình. Nên bàn bạc với anh em.
tôi sẽ bảo Bạc Xuân và phòng kỹ thuật giúp đỡ thêm. Vừa chứ tôi hỏi cháu. À, được rồi. Lại đây, đây này, mình dùng cũng cho anh 300 tấn mà không hiểu gì. Lại xích vẫn còn dày quá. Ông cố à! Về trước đi, sao xong rồi? Vợ chồng mới cưới mà này, nằm một mình không ngủ được không? Chăm thế? Suốt ngày chỉ lo với than. Tại sao bên Trung Quốc làm được mà mình thì lại ốm bốn? Trung Quốc khác, mình khác. Lò khác nhưng công nhân lò không khác nhau. Định thức cả đêm à? Giường nằm cho đỡ mệt con. Thôi con sắp xong rồi. Ôi đẹp rồi, ra tính hỏi anh một tí. Thế tính xong em phải cho em cái gì cơ? Một chậu chín đấy. Cả bánh ngọt nữa nhá. Nhất định thành công như mẹ. Dạ em đây. Của anh chứ. Của em chứ. Đây. Bác kia. Đây.
Mẹ ăn đi mẹ. Đi đâu mà vội thế? Con đi làm đây. Ăn đã. Này. Tìm ra không? Đây này. Xem nào. Khoảng cách bao nhiêu? Một thứ hai, gấp đôi thương pháp. Hả? Một thứ hai à? Ừ. Ôi, thôi, thôi, thôi. Việc cải tiến xích của Loan Năm đấy nhá, chị đừng quên đấy. Rất sẵn sàng, không những phát thanh mà còn đăng ảnh lên báo nữa chứ. Ừ. Nhưng liệu có đi đến đâu không? Yên chi. Cho xem. Được. Thành công chúng tôi sẽ báo tin sau. Đi thôi. Alo. Xin chào hai bạn. Chuẩn bị bọn tớ sẽ khao vào chầu. Thử lò lần này ra toàn vôi, mà suýt nữa thì cháy cả lò. Anh thấy chưa, tôi nói có sai đâu. Đúng là trò con nít. Dư luận anh em trong phân xưởng bây giờ rất tán thành ý kiến sáng suốt của bác. Tôi nói đã nhiều lần rồi, nhưng các ông đảng ủy có nghe tôi đâu. Không những thế, người ta còn cho tôi là bảo thủ nữa. Bảo thủ cái gì nào? Hiện tượng này không thể nào tiếp diễn được nữa. Đúng. Vì trách nhiệm đối với phân xưởng, cháu sẽ viết một bài báo phê bình bọn họ. Phê cái gì? Cần phải đả, đả mạnh vào, đả cho tan cái ảo tưởng ngông cuồng của thằng Bảo để làm bài học chung cho công nhân. Hả? Đang lúc trong và ngoài nước cần nhiều xi măng, chúng ta lại gặp nhiều khó khăn. Hồi tạm chiếm anh em đã phá của thằng Tây mấy lần ấy, bằng cách là cho than lửa không đều hoặc làm sai phối liệu bùn. Theo tôi, đồng chí nên cho kiểm tra lại xem. Được rồi, thì bác đi xem lại việc than lửa đi, để tôi qua phòng thí nghiệm xem sao nhé. Vâng. Đồng chí xem kết quả của sáng kiến đây. Chúng ta sản xuất ra xi măng chứ không sản xuất ra vôi. Tôi đã rõ. Hệ thống xích là bộ phận chủ yếu của lò. Tôi không hiểu tại sao mà các đồng chí lại tin vào nhóm con nít như thế được. Đồng chí được. Đồng chí không nên nhìn công nhân với con mắt như vậy đâu. Đây, kết quả thực tế đấy. Cải tiến lò là vấn đề kỹ thuật của chuyên môn chứ không thể cải tiến bằng chính trị được. Năm ngoái khi cải tiến ống than, nhiều người cũng nói như thế. Nhưng nhờ sự đấu trí và góp sức của anh em, chúng ta đã đưa năng suất từ 150 lên 200 tấn. Thế đảng còn tin tôi nữa không? Đảng rất coi trọng cán bộ kỹ thuật. Nếu không tin, sao lại giao cho đồng chí phụ trách phân xưởng quan trọng? Thôi, chào đồng chí.
Alo, phòng thí nghiệm đó phải không? Đề nghị đồng chí cho biết khối lượng bùn hôm thử lò ra vôi bao nhiêu? Yêu cầu đồng chí kiểm tra kỹ lại xem nhé. Hôm thử lò ra vôi, con nghi tại phòng thí nghiệm tính sai khối lượng bùn. Theo ý ba chính là đại vấn đề cản kiến xích. Thế để con hỏi lại xem nhé. Con lại bắt chước thằng Bảo, không tin ba nữa hay sao? Phong trào cải tiến lò đang lên cao. Con tưởng ba nên khuyến khích họ mới phải chứ. Khuyến khích cái gì? Người ta khuyến khích những cái có thể làm được, chứ không khuyến khích những cái liều lĩnh. Con thử nghĩ xem, nếu thật tình nó yêu con, thì ít nhất nó cũng phải nể ba chứ. Kết quả thế nào thì con rõ rồi đấy. Chính vì gặp khó khăn, cho nên con thấy càng cần một sự giúp đỡ của ba. Con lại định dạy khôn ba đấy à?
Ba. Ba là người có nhiều kinh nghiệm trong nghề. Con tin rằng nếu nói ra, mọi người sẽ quý trọng ba. Dù sao ba vẫn khuyên con không nên dính vào việc này. Kìa cháu Mây. Cô bác em Biển có nhà không? Em Biển đi chợ. Ê, anh Bảo. Bảo vừa mới ra phố xong, có việc gì đi cháu? Cô bác cháu có chút việc cần. Ngồi đi chơi một lát, Bảo về bây giờ đấy. Về nhé. Tôi sẽ đèo mày đi nhé. Thôi, tôi thích đi bộ. Với lòng chân thành, tôi khuyên mày không nên dính vào những chuyện này để phiền lòng bác. Anh không nên nói như vậy. Tôi thấy hình như dạo này mày đối với tôi thế nào. Mày thử suy nghĩ xem. Có lẽ mày chưa hiểu tôi thì phải. Vâng, tôi hiểu anh lắm. Mây ơi! Chị Phong! Chị Mây, Biển xin lỗi nhé. Làm ngược lại cả.
này chúng tôi lại đến nhà cậu nữa chứ. Thôi, còn hy vọng quá gì nữa mà đến. Thế cậu tưởng rằng tớ không có nhiệt tình hay sao? Cậu không thấy rằng tháng nào tớ cũng vượt mức quy định ít nhiều đấy à? Mình nói thật, cậu cũng nên xét lại động cơ. À, bác Sơn. Anh bác lại đây. Bác, mời bác lại đằng này. Ta đi tìm các cậu mãi đấy. Bố ngồi đây. Các cậu làm gì ở đây mà buồn đấy? Chúng cháu đang bí về chuyện lò da vôi đó bác ạ. Lò da vôi à? Vâng. Cứ yên chí. Chúng tặng kỷ niệm. Uống đi. Tao mới lấy cái tiền thưởng đây. Khao các cậu một chầu. Hay lắm. Chúng ta cũng chúc mừng bố già đi. Lò da vôi thì cũng có nhiều nguyên nhân đấy. Thế chính là cho cái gì bác? Muốn biết cái gì là chủ yếu á, cũng phải cần suy nghĩ thêm chứ. Hay là mày thử hỏi con My xem. Có dám gặp nó không? Tôi cần gặp đồng chí phụ trách phối liệu. Đồng chí đi vắng rồi. Chúng tôi muốn xem sổ theo dõi bùn không thể lo ra vôi đồng chí ạ. Sổ bùn à? Biển ơi biển, cô có biết sổ theo dõi đâu không nhỉ? À, có đấy. Để em đi tìm nhé. Đoạn lò ra vôi đây này. Cải tiến mãi rồi, hết thất bại này đến thất bại khác. Bây giờ lò lại ra vôi và kế hoạch cuối năm đang đuổi gấp. Chí xem, các công trường đang đòi xi măng như người đói chờ gạo. Và ở ngoài cảng chỉ còn 3 ngày nữa, tàu vào ăn xi măng sẽ nhổ neo. Tình thế này mà đảng ủy chủ trương dừng lò để cải tiến thì thật là phiêu lưu mạo hiểm. Có điện báo của công ty xuất nhập khẩu. Hiện trong kho còn bao nhiêu? Còn 6.725 tấn. Xin báo để các đồng chí rõ, vì cải tiến, lò 5 đã bị hụt mức 1.500 tấn. Thế các lò khác thế nào? Vẫn bình thường. Tình hình có nhiều gay go, có lẽ chúng ta nghiên cứu lại xem. Đúng lắm, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ là làm thế nào bảo đảm được kế hoạch. Chính vì để đảm bảo kế hoạch và đáp ứng nhu cầu của các nơi, cho nên chúng ta phải đẩy mức sản xuất tiến nhanh. Nhưng đồng chí không nên quên vững chắc. Đúng, nhưng vững chắc không có nghĩa là dám chân tại chỗ. Thế hai lần thất bại vừa rồi cũng là vững chắc à? Tạm thời chưa có kết quả, nhưng tôi không coi đấy là thất bại. Lò da vôi là do phòng thí nghiệm tính sai chất liệu phối hợp. Đây, bằng chứng đây. Ngoài việc đã chuẩn bị xong cả rồi, lần này bảo đảm chứ. Bảo đảm. Chúc các cậu thành công. Thêm được rồi. Anh ơi, 260 tấn.
lò ngay ạ. Vào đây đã. Sao? Cháu nghĩ rằng thử lò chuyện này mà thất bại thì bao nhiêu khó khăn lại đổ lên đầu bác. Nhưng nếu thành công thì anh em họ lại bảo là... Bảo thế nào? Họ bảo là phen này ông được hóa ra ông thua mất. Anh Giao báo cáo là tôi mệt. Dạ, thưa bác. Anh cứ bảo là tôi mệt. Bao nhiêu tấn rồi anh Thanh? 260 tấn à? 270 tấn à? Hoàng Hồ chúc anh thành công nha. Biển có ở đấy không? Biển à? Không có ở đây. Hả? Chỉ có bảo thôi. Không, không, không có biển thì thôi. Cầm máy nói chuyện với bảo nhá. Chị May đây à? Ủa chị này. Nó tăng lên 290 tấn rồi. 290 tấn gì cả. Hay quá nhỉ. Biển ơi. Biển. Yêu cầu bác Xuân huy động anh em chuẩn bị mắc xích lò theo phương pháp cũ. Không phải thế đâu. Một mảng gạch chịu lửa đã mòn nhiều, làm vỏ lò đỏ lên chứ có... Bây giờ không phải là lúc thảo luận nữa. Đồng chí Được, tôi muốn đồng chí hãy đem hiểu biết của mình cùng anh em bàn cách cứu lò. Đồng chí nên nghe tôi. Tại sao ta lại cứ phí công sức một cách vô ích, ảnh hưởng rất nhiều đến sản xuất. Cháy ở đài lò đã dập tắt được, không có gì trở ngại cả. Ta có thể sửa chữa rồi tiến hành làm. Chúng tôi xin vào phá lò. Lò nóng thế vào để chết bỏng. Tôi đề nghị phải đảm bảo an toàn lao động. Tình hình như thế này, đồng chí nghĩ thế nào? Tôi vẫn đề nghị làm theo phương pháp cũ. Nếu các đồng chí không nghe, vỡ kế hoạch, tôi không chịu trách nhiệm. Nóng thì nóng, đề nghị cho chúng tôi vào phá lại ngay. Kế hoạch cần, nhưng sức khỏe của các đồng chí cần hơn. Chúng ta phải chuẩn bị chống nóng cho thật đầy đủ, sau 6 tiếng mới được vào. Đã chuẩn bị thật cẩn thận chưa? Rồi. Nhưng không được quá 10 phút nhá. Vâng. Mày chưa có kinh nghiệm, để ta vào trước cho. Cháu vào được. Bác Xuân với Thanh chuẩn bị anh em đi. Qua. Đây. Nhanh tay tới không chị ạ, đặt đây. Đặt bữa đây. Nhanh lên, mau quá, nhanh tay lên. Thank you.
lâu rồi. Ra nghỉ đi, để ta làm thay cho. Thôi xong rồi, vâng ạ. Anh đã thấy đỡ mệt chưa? Hoan nghênh tinh thần bền bỉ và quyết tâm của đồng chí Bảo. Hoan nghênh thắng lợi.